rồi, cháu gửi chú 4 cây trà phấn cung đình nhé chú nhá. Cái trà cung đình thì nó ra hoa sớm nên là bây giờ là nó hết hoa rồi. Nhưng mà những cái cây này chú mua ấy thì Tết năm nay nó sẽ ra và đẹp. Bởi vì là những cái cây này là năm ngoái nó cũng đã có hoa rồi đấy chú ạ. Ngoài cái cung đình thì nhà cháu còn có rất nhiều các loại cây trà thâm hồng bát diện mà cây choai choai như thế này nữa. Đó. Chú chốt 4 cái cây này thì chú alo cháu nhá. Cảm ơn chú ạ.